Xin chào các bạn. Nhân dịp năm mới, Thanh Long xin chúc toàn thể các bạn một năm mới tràn đầy sức khỏe, gia đình hạnh phúc, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Sau những cái ngày Tết trôi qua thì chúng ta dọn dẹp tìm ngày lành tháng tốt, đó là ngày hoàng đạo, để chọn một cái ngày khởi động lại công việc của mình, chuẩn bị cuộc hành trình 365 ngày sắp tới. Cũng cầu mong cho được vạn sự như ý, được tấn tài tấn lộc. Qua những cái ngày Thanh Long hoàng đạo thì Thanh Long muốn chia sẻ với các bạn là những ngày đại minh cát nhật, những ngày này là trời đất khai thông, dùng sự ắt thành, vẫn dùng sự mọi việc sẽ như ý. Bây giờ Thanh Long sẽ mời các bạn cùng tham khảo. Thì theo tài liệu có ghi lại, tháng 1, tháng 7, ngày Tý, Sửu, Tỵ, Mùi, tháng 2, tháng 8, Dần, Mão, Mùi, Dậu, tháng 3, tháng 9, Thìn, Tỵ, Dậu, Hợi, tháng 4, tháng 10, Ngọ, Mùi, Hợi, Sửu, tháng 5, tháng 11, Thân, Dậu, Sửu, Mão, tháng 6, tháng 12, Tức, Hợi, Mão, Tỵ. Đây là những ngày gọi là đại minh cát nhật, trời đất khai thông, dụng sự là như ý. Thì đọc qua thì chắc chắn một số các bạn sẽ không nhớ hết những cái thông tin này. Bây giờ Thanh Long muốn chia sẻ với các bạn một công thức là mình sẽ mã hóa từ chữ viết qua hình ảnh để các bạn nhớ lâu hơn, sâu hơn, ứng dụng trong đời sống hàng ngày bằng qua động giáp rất là dễ dàng. Thì chúng ta sẽ biết được ngày nào là ngày đại minh cát nhật mà ứng dụng trong việc, chẳng hạn như mình muốn khai trương hay là làm một việc gì đại sự nào đó thì chúng ta động giáp, hoặc là chúng ta muốn mua nhà, mua đất, mua xe thì chúng ta ứng dụng lên vài ngón tay là chúng ta sẽ biết được kết quả là ngày lành tháng tốt chỗ nào, nên mua hay không mua. Mà để làm được điều này thì chúng ta phải làm bằng cách nào? Theo khoa học chứng minh rằng não chúng ta có hai phần, một phần là nửa bán cầu não trái, một phần là nửa bán cầu não phải. Nửa bán cầu não trái là chuyên xử lý những cái chữ viết, và một nửa bán cầu não phải là chuyên xử lý là hình ảnh. Cho nên có một số người có cái khiếu vẽ, cũng như là các nhà họa sĩ, ta dùng nửa bán cầu não phải ta vẽ ra những cái hình ảnh mà để lại có một bức tranh tuyệt vời. Còn những cái nhà văn, nhà thơ viết ra sách thì ta dùng nửa bán cầu não trái để ta ứng dụng trong cái việc mà văn chương hay là sách vở. Còn riêng về những cái ngày rời rạc như thế này thì luôn cả nhà văn hay là luôn cả những cái nhà hình ảnh muốn làm phải chuyển hóa ra một cách nó đòi hỏi có thời gian. Nó rời rạc như thế này không tạo ra một cái bài văn được, và cũng không tạo ra cái hình ảnh được. Cho nên bây giờ mình sẽ sâu chủ để các bạn dễ nhớ hơn. Thứ nhất là các bạn phải biết chữ Tý là được mặc định là dưới cuối ngón áp út, và chúng ta sẽ độn giáp qua bấu ngang tay, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út. Chữ Tý là cuối ngón áp út, chúng ta sẽ độn giáp 12 con giáp từ Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi theo kim đồng hồ. Cái bước thứ hai các bạn cần phải lưu ý, tháng 1 là tháng Dần, còn gọi là tháng Giêng, tháng 2 Mão, tháng 3 Thìn, tháng 4 Tỵ, tháng 5 Ngọ, tháng 6 Mùi, tháng 7 là Thân, tháng 8 Dậu, tháng 9 Tuất, tháng 10 là Hợi, 11 là Tý, 12 là Sửu. Bây giờ chúng ta sẽ xâm nhập vào trong lòng bàn tay như thế nào để cho dễ nhớ. Tháng 1 và tháng 7, tháng Dần và Thân, bởi vì nó trực xung với nhau, Dần Thân, Tỵ Hợi tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi tứ hình xung. Chúng ta bắt đầu là tháng 1 và tháng 7. Tháng 1 và tháng 7 thì ngày Đại Minh Cát Nhật thì nó có ngày Tý và ngày Sửu. Ngày Tỵ
ngày Tỵ và ngày Mùi. Đó, qua những cái ngày Tết chúng ta ăn Tết xong, chúng ta biết được các ngày Đại Minh, các Nhật, Trời Đất Khai Thông là ngày nào, thì chúng ta biết tháng Giêng và tháng Bảy là có ngày Tý, ngày Sửu và ngày Tỵ và ngày Mùi. Chỉ nhớ 4 ngày đó là được. Nếu như chúng ta ứng dụng tháng 2 và tháng 8 thì chúng ta sẽ có ngày ngày Dần, ngày Mão và ngày Mùi, ngày Dậu. Chúng ta muốn ứng dụng vào tháng 3 và tháng 9 thì chúng ta có 2 ngày, 4 ngày, ngày Tỵ, ngày Thìn và ngày Dậu, ngày Hợi. Nếu cho chúng ta muốn ứng dụng tháng 4 và tháng 10 thì có ngày Ngọ, ngày Mùi và ngày Hợi, ngày Sửu. Chúng ta muốn ứng dụng vào tháng 5 và tháng 11 thì sẽ có ngày Thân, ngày Dậu và ngày Sửu, ngày Mão. Nếu chúng ta muốn ứng dụng vào tháng 6, 12 thì chúng ta tháng 6, tháng 12 thì chúng ta có các ngày Tuất và ngày Hợi và Mão và Tỵ. Đây là một cái biểu đồ mà những cái ngày Đại Minh, các Nhật chúng ta chỉ cần độn giáp qua là sẽ nhớ ngay. Khi ứng dụng chúng ta không phải đem theo một cái cuốn sách ngày giờ hoàng đạo, mà chúng ta chỉ đem theo bàn tay của mình là đủ. Nếu mà bạn nào quên đem bàn tay ở nhà thì chắc chắn là sẽ không thành công nha các bạn. Đó. Thì ngoài những cái ngày Thanh Long hoàng đạo thì có ngày Đại Minh, các Nhật, Trời Đất Khai Thông là những cái ngày tốt. Dù trong ngày đó là ngày 12 trực, trực nguy, trực bế, trực phá, trực kiến, hay là những cái trực xấu, sáu trực xấu, nó có xấu đi nữa, thì các bạn dùng những cái ngày này vẫn là tốt, bởi vì là ngày Trời Đất Khai Thông. Còn nếu như các bạn kiên cử thì nên kiên cử là những cái ngày sát chủ, khi mình xây dựng nhà hay là mở cái phòng mạch, hay là mình nuôi dạy trẻ em, hay là mở cái chỗ chăm cứu liên quan đến sức khỏe con người, thì chúng ta nên tránh những cái ngày sát chủ. Những cái ngày sát chủ nó qua một cái bài thơ: Bọc chuột đào lỗ đi hoang, 2, 3, 7, 9 châu toan kéo cài, tháng tư là chỗ sủa ngài, bước qua 11 cõi ngay dây nằm, 6, 10 tháng chạp 8 năm, rồng nằm biển bắc tối tâm ba đào. Có nghĩa là một chuột đào lỗ đi hoang là tháng 1 là cái ngày Tý, 2, 3, 7, 9 châu toan kéo cài là cái ngày Sửu. Tháng 4 là chó sủa ngày, sát chủ ngày Tuất. Rồi bước qua 11 cõi ngay dê nằm, tháng 11 sát chủ tại Mùi. 6, 10 tháng chạp 8 năm, rồng nằm biển bắc tối tâm ba đào, đó là ngày Thìn, là những ngày sát chủ các bạn càng nên tránh. Trong phong thủy, nếu mà về thế giới tâm linh, các bạn có tin thì sẽ có thiên, có kiên, ắt sẽ có lành, có lợi cho chúng ta, chứ không có bị mất mát gì. Cho nên chúng ta tin là nó sẽ tốt hơn. Thì qua bài này, nếu các bạn muốn mình tư vấn trong những cái lĩnh vực cũng như là chuyên về phong thủy, hoặc là mình muốn làm những cái ngành nghề nào mà cần những cái ngày tốt, ngày xấu cho nó chuẩn mực, thì các bạn cứ kết bạn với Zalo của mình 077-683-4057. Thì mình sẽ tư vấn cụ thể hơn để các bạn nắm sâu hơn, biết nhiều hơn. Cũng như là các bạn muốn xây nhà, muốn cưới hỏi, hay là làm một việc đại sự nào đó, cứ liên hệ với mình. Còn về mặt tiền bạc
thì các bạn chuyển vào tài khoản của mình chỉ một lần là 100k và là 100.000 đồng. Mình sẽ tư vấn cụ thể để các bạn nắm rõ hơn, chuẩn hơn. Do một số người thì cứ nghĩ là phong thủy này rất là, khi mình xem rất là nhiều tiền, có người 70-80 triệu, có người 100-200 triệu. Đó là chuyện đó là có thật chứ không phải là không đó. Thì cũng tùy theo thầy phong thủy mà xem. Người thì muốn tiền nhiều thì ta đưa cái giá cao, hoặc là khách hàng nhiều thì ta đưa cái giá cao, để chúng ta giảm bớt cái vấn đề là đi tới đi lui. Một lần xem thì được một số tiền nhiều như thế. Mà đối với mình muốn chia sẻ với các bạn nắm biết sâu hơn, hiểu sâu hơn. Trong cuộc sống thì ai cũng có lúc thăng trầm, có lúc thì thịnh vượng. Nhưng mà chúng ta phải sống phải thì sẽ ắt gặp phải. Chúng ta sống không phải là sẽ gặp những cái chuyện không phải. Cái gì cũng có một cái giá trị riêng của nó. Qua bài này, Thanh Long chúc các bạn bộ năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Chúc các bạn luận giải thành công. Xin chúc các bạn. Xin chào.